đường nó đẹp mà nó có khe suối xiếc quay nó đẹp. Tiếp tục là lại đổ đèo tiếp mà quý vị. Thời tiết nó không được sáng lắm hả? Không, cái này quay vào máy đẹp ấy. Không vấn đề gì đâu. Bên phía tay phải là núi, bên phía tay trái là thung lũng. Đường đi Đà Lạt thì quanh co khúc khỉu, nó nguy hiểm đến mức độ mà tôi có một cậu em chơi cùng á, là giảng viên của Đại học Nha Trang, người Đà Lạt, thì cậu bảo là em đi về Đà Lạt rồi cứ mỗi lần đi về là cứ ngắm hai bên đường xem mà rãnh mương rãnh biếc như nào, trong trường hợp mà xe mất lái là phi xuống mương nằm chắc ăn. Đường xá nó nguy hiểm, cong queo liên tục uốn lượn. Người tài xế đi trên cung đường này cũng rất là vất vả, phải quan sát, phải tập trung cao độ. Phó nháy như mình cũng rất là vất vả. Giờ có một cái đoạn nước nó chảy cái nhau đẹp không? Không biết là do thời tiết nó mát hay là càng đi lên. Đúng rồi, trên này nó sương mù mà. Trên này có những đoạn nó mù không thấy được đường đi, phải bật đèn luôn. Có một chim đứng giữa đường cái này. Nhìn này thấy món mồi ngon quá. Khách nào vứt cái bánh mì ở đây. Đây đang thi công cái gì sao? Những cái đoạn đường như này không quen dễ bị say xe nôn. Đọc cái xe không? Không, không. Đi suốt. Không mà say xe nữa thì đi đâu cả. Giật mình. Nước cái kiểu nước đấy, nước trước mặt này, trước mặt này. Quay được không? Quay được đấy. Kiểu nước chảy này nhìn rất là thích. Đi Hà Giang cái đợt đó, mùa thấy đợt thầy đi nó cũng mưa mưa, nhiều cái suối, nhiều cái thác nước nó chảy đẹp. Bên đót rất là nhiều đây này. Đót này là người ta làm chổi đót này. Còn đây này đót này, còn bên này là không phải đót, bên này là cái lau lau sậy phải đót.
chạy chậm quá. Sương ở phía trước này, sương mù mịt, sương giăng giăng bay trên đỉnh núi. Cứ thế này có bây giờ. Cái thác nước trên cao kìa. Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái thác nước đẹp thật. Thì nói thế nhé. Dạ. Tính chỗ
mù, sương mù. Nó có sương mù rồi à? Còn đây có những cái đoạn nó mù, nó phải bật đèn luôn. Cái xe này thì nó có chế độ tự động bật. Tự động bật hả? À? Tối hả bật hả? À? Ừ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.